Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại Hồ Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội, đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến. Nhắc đến Hà Nội, chúng ta không thể không nhắc tới những loài hoa, và đặc biệt là trong những ngày giáp Tết như thế này, không khí tại các chợ hoa càng trở nên tươi vui, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Một số chợ hoa nổi tiếng như chợ hoa Quảng Bá, đường Lạc Long Quân, Hàng Lược hay đường Bưởi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem không khí Tết tại những chợ hoa ấy diễn ra như thế nào. Chợ hoa Quảng Bá ngay dưới chân đê Nghi Tàm, đường Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội nhộn nhịp trong những ngày giáp Tết. Chợ hoa này ngay gần làng hoa Nhật Tân nổi tiếng ở bãi sông Hồng. Vì thế, hoa được trồng đưa ra chợ bán, rất thuận tiện cho du khách thập phương về đây chọn hoa Tết. Trong rất nhiều loại hoa ở đây, không thể thiếu hoa đào Nhật Tân với màu đỏ, màu hồng đặc trưng. Có mặt tại chợ hoa Quảng Bá, một trong những chợ hoa đầu mối lớn nhất tại Hà Nội, ngay dưới chân đê Nghi Tàm. Những cành đào ở đây thì phần lớn được chuyển từ làng đào Nhật Tân ngay ven đê sông Hồng. Như thế sẽ rất thuận tiện cho những người yêu đào có thể chọn được một cành đào ưng ý trong dịp Tết này. Xu hướng năm nay của người Hà Nội, người ta vẫn thích là chơi đào Nhật Tân, đào cổ, đào truyền thống. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam ấy, thì tôi thấy cái chợ này thật là tuyệt vời, màu sắc thật là đẹp. Và chúng tôi ở trong một cái không khí, chúng tôi rất muốn háo hức để đón cái Tết như người Việt Nam. Well, we think this is wonderful. We're from Sydney, Australia, and we're so happy to be here and watch everybody buying the flowers and to see so many flowers. It's fantastic. And it's a wonderful atmosphere. It's, people are happy, they're buying for New Year. It's great. Yeah. It's good to see everybody having a good time at New Year. Oh, so this is really a nice flower market, okay? Oh, oh very beautiful. Much, yeah. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you. Chợ hoa Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội không chỉ nổi tiếng với hoa đào, hoa mai ngày Tết, mà nơi đây còn là chợ đầu mối của rất nhiều loại hoa từ khắp nơi đổ về đây. Hàng ngày, kể cả ngày Tết, chợ luôn họp cả ngày lẫn đêm, đặc biệt nếu là ngày bình thường. Chợ hoa này sẽ họp từ lúc 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng để những bó hoa tươi được chuyển đi khắp muôn nơi. Còn đây là đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội, chạy dài từ đầu đường Thanh Niên cho đến tận gần với cầu Long Biên. Chợ hoa này được coi là lớn và dài nhất tại Hà Nội, gần với các vườn hoa Nghi Tàm, Quảng An, Quảng Bá và chợ hoa đêm Quảng Bá. Đặc trưng của những gốc đào nơi đây đó là những gốc đào thế, những gốc đào cổ thụ được cắt tỉa rất công phu, đem đến sự lựa chọn đa dạng cho người yêu đào Hà Nội. Bây giờ thì là người ta chơi đào dáng bonsai, dáng đào cổ thụ, là gốc lâu năm. Thế cũng có những người ta cũng thích chơi những gốc đào ghép, đào rừng ghép, nhưng xu hướng bây giờ người ta chơi đào rừng ghép nhiều. Chợ hoa chỉ xuất hiện vào những ngày Tết này, tụ hội đầy đủ tất cả các loại hoa đẹp nhất, từ đào quất, hoa lai ơn, hoa violet, hoa cúc cho đến các loại hoa khác và cây cảnh. Người đi mua hoa vừa có thể đi ngắm hoa suốt dọc hai bên đường và tận vườn mua hoa tại các vườn sâu bên trong hai bên đê. Các cành đào rừng cũng chiếm một góc khá lớn trên đoạn đường này. Hãy subscribe.
Một trong những điểm bán hoa khác là chợ hoa Hàng Lược. Chợ hoa bán từ 23 tháng Chạp cho đến tận chiều 30 Tết. Thưa quý vị, tôi đang ở phố Hàng Lược, một trong những con phố cổ của Hà Nội. Hoa được bày bán khắp hai bên đường, chính vì thế nó có tên gọi là đường hoa Hàng Lược. Đường hoa này đã có lịch sử gần 500 năm tuổi. Ở đây thì người ta không chỉ bày bán hoa đào mà còn rất nhiều loại hoa khác như hoa lụa, hoa giấy và đặc biệt là các loài hoa tươi. Tất cả tạo nên một bức tranh hoa ngày Tết đầy hương sắc. Chợ hoa này còn gần với con phố Hàng Mã. Người vào chợ gửi xe đi mua hàng, vừa có thể sắm được cảnh đào đẹp, vừa mua được đồ trang trí cho ngày Tết ngay gần đó với giá cả và màu sắc ưng ý. Mê nhất là cái những ngày này là thăm chợ hoa. Không có gì là quý bằng, bởi vì nó rất đa dạng loại hoa. Cháu đi chơi Tết được nhiều chưa? Cháu đi chơi Tết nhiều rồi ạ. Thế cháu thích nhất loại hoa nào ở đây? Cháu thích nhất là hoa hải đường ạ. Hoa gì đấy không nhỉ? Là hoa hồng ạ. Thế cháu giúp bà bán hoa Tết như thế nào? Cháu giúp bà bán hoa Tết là khi nào có khách thì cháu gọi bà ra. Thế khách có mua hoa nhiều của cháu không? Có ạ. Thế cô cảm ơn cháu nhá. Cô tìm cái gì nào? Cô tìm cái cành như này nữa. Cành thấp cái bé nó không cần gì. Cô về làm dâu 40 mấy năm là đều được đi chợ hoa để sắm Tết. Nhưng mà chủ yếu là đào thế là một mấy cái hoa hải đường. Đâm cho nên là các cụ ngày xưa cứ thích hoa hải đường nên mình cũng cứ dùng. Với những cái người lớn tuổi thì người ta hay chọn những cái hoa hải đường đấy, như là hoa đào, hoa hải đường. Như hải đường là các người lớn tuổi mà cửa ở Hà Nội những người cổ ấy là người ta thích hải đường, là người ta hay mua. Thank you.
Những chợ hoa Tết có lịch sử lâu đời này sẽ là những điểm hẹn văn hóa trong những ngày giáp Tết truyền thống hàng năm, góp phần làm đẹp cho thủ đô Hà Nội, là những nơi thu hút du khách trong và ngoài nước.